Chào các em, hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu bài mới trong môn giáo dục công dân lớp 10 nhé. Các em có biết Tổ quốc là tiếng nói chúng ta đang nói, là sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, là mối liên kết chung giữa quốc hiệu Việt Nam. Tổ quốc là màu cờ thắm máu đào của biết bao thế hệ cha anh, là những câu hò, điều ví, là những nốt nhạc rộn rã trầm hùng vang vọng mãi bài tiếng quân ca. Tổ quốc là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm. Lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh rằng lòng yêu nước luôn là động lực thôi thúc lớp lớp các thế hệ con người Việt Nam sẵn sàng hiến dâng con tim, khối óc và mạng sống của mình cho tổ quốc thân yêu. Vậy, lòng yêu nước là gì? Lòng yêu nước bắt nguồn từ đâu? Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam được biểu hiện như thế nào? Mỗi công dân Việt Nam yêu nước cần phải làm gì để gìn giữ, tiếp nối và phát huy truyền thống cao đẹp ấy? Hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời trong bài học Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung bài học hôm nay gồm có 2 phần. Phần 1, lòng yêu nước. Trong nội dung của phần này thì có các đơn vị kiến thức như sau. A nhỏ, lòng yêu nước là gì? B, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Trong phần B có các cái đơn vị kiến thức, biểu hiện của lòng yêu nước và ý nghĩa của lòng yêu nước. Thì phần này cả em về từ học, từ đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Vì vậy, hôm nay cô chỉ giảng phần 2, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dồn răng lưới bùa vây, tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình khi biển đông kề lã rình rập, chung dâm đặt lên dáng hình đất nước, một dải nước cắt rời vạn tấc đất đớn đau. Quần quần từ Nam chi Bắc, chiều chiều mỗi người thao thức tiếng Việt Nam. Tháp ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã, màu nhuộm mặn lấp lấp sông biển Đông. Tổ quốc tôi chưa bao giờ ngơi ngủ, ngọn đuốc hòa bình rực lửa trên. Dài nước cắn rời vặn tấc đất đớn đau.
đất. Sóng cuồn cuộn từ Nam chi Bắc, chiều chiều mỗi người thao thức tiếng Việt Nam. Thắp ngọn đuốc hòa bình bao người đang ngã, mau nhuộm mặn lấp lấp sông biển Đông. Tổ quốc tôi chưa bao giờ ngây ngừng, ngọn đuốc hòa bình rực lửa trên. Quần quần từ Nam chi Bắc, chiều chiều mỗi người thao thức tiếng Việt Nam. Thắp ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã, mau nhuộm mặn lấp lấp sông biển Đông. Tổ quốc tôi chưa bao giờ ngây nghỉ, ngọn đuốc hòa bình rực lửa trên. Chờ che để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố. Tôi lắng nghe tổ quốc gọi tên mình. Như vậy, qua nội dung bài hát, chúng ta thấm hiểu rằng để có Tổ quốc Việt Nam hôm nay, lớp lớp thế hệ cha anh đã sống, lao động, chiến đấu và hóa thân mình vào dáng hình xứ sở. Chúng ta, những người con nước Việt, với tuổi thanh xuân tràn đầy khát vọng, nhiệt huyết của tuổi trẻ, với tình yêu đất nước trong tim, phải có trách nhiệm tiếp bước cha ông, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, vững bền, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hòa bình, độc lập và phồn vinh. Vậy, thanh niên chúng ta cần có những hành động cụ thể, thiết thực như thế nào để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay? Chúng ta tìm hiểu phần 2, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì trước hết, mỗi công dân cần phải chăm chỉ, tích cực, sáng tạo trong học tập, lao động, có động cơ và mục đích học tập đúng đắn, học vì tương lai của bản thân gắn với tương lai của đất nước. Vậy tại sao mỗi người cần phải xác định động cơ học tập đúng đắn? Bởi vì khi có mục đích và động cơ học tập đúng đắn sẽ giúp có người luôn biết cố gắng, có ý chí và nghị lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vươn lên trong học tập và sẽ đạt kết quả tốt, đồng thời có nhiều cơ hội thành công hơn trong cuộc sống. Như vậy, đã phần nào góp trí, góp tài để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Khi mỗi công dân cần phải tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong, rèn luyện sức khỏe, có cái lối sống lành mạnh và tránh xa các tệ nạn xã hội. Để bảo vệ Tổ quốc thì phải có sức khỏe, và để rèn luyện sức khỏe, có cuộc sống lành mạnh thì mỗi người, mỗi công dân nên tham gia các cái hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Và đối với học sinh thì các em nên tích cực tham gia vào các hoạt động đội nhóm, câu lạc bộ trong và ngoài trường. Đặc biệt, mỗi người cần có ý thức tránh xa và đẩy lùi các cái tệ nạn xã hội như là cờ bạc, rượu chè, ma túy, mại dâm. Bởi đây chính là con đường ngắn nhất để làm suy thoái nhân cách của mỗi người, suy thoái các giá trị đạo đức của xã hội. Điều đó nó sẽ làm cho xã hội không thể phát triển một cách tốt đẹp và bền vững được. Đồng thời, để xây dựng phát triển đất nước thì cần phải có một cái nguồn nhân lực vừa có tài vừa có đức. Và để rèn luyện đạo đức tác phong thì mỗi công dân chúng ta cần phải nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức tác phong của Hồ Chí Minh.
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người đòi hỏi mỗi công dân phải thực hiện thường xuyên và suốt đời. Đây là một việc không phải là quá khó để chúng ta không thể làm được nếu như chúng ta có cái lòng yêu nước. Tiếp theo, để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì mỗi công dân cần phải biết đấu tranh với các biểu hiện của lối sống lai căng thực dụng, xa rời các giá trị văn hóa đạo đức truyền thống của dân tộc. Dưới đây là một số hình ảnh thể hiện cái sự lai căng trong ngôn ngữ và thời trang thẩm mỹ của giới trẻ hiện nay. Vậy thì các em hiểu lai căng là gì? Lai căng là một loại văn hóa bắt chước phương Tây, nó trái với chuẩn mực đạo đức truyền thống, lối sống văn hóa Việt Nam. Hiện nay, văn hóa lai căng đang phát triển ở một diện rộng. Nó xuất hiện trong lối giao tiếp ứng xử hàng ngày, trong gu thời trang thẩm mỹ của giới trẻ, trong lối sống thoáng, sống thử trước hôn nhân, v.v. Đặc biệt, loài văn hóa lai căng này chủ yếu tồn tại ở giới trẻ. Do họ dễ dàng tiếp nhận văn hóa phương Tây, nhưng không biết gàn đục khơi trong khi tiếp nhận. Đồng thời, họ muốn thể hiện cá tính, muốn khẳng định cái tôi qua cách sống, qua cách giao tiếp, qua gu thời trang, v.v. Nhưng mà do sức đề kháng văn hóa của họ còn quá yếu kém. Chính vì vậy, một bộ phận không nhỏ giới trẻ đã bị ăn tạp văn hóa nước ngoài, khiến họ đánh mất chính mình trong nền văn hóa dân tộc. Vì vậy, trong quá trình hội nhập và phát triển văn hóa ngày càng sâu rộng như hiện nay, thì mỗi công dân chúng ta cần phải nêu cao ý thức trách nhiệm, hòa nhập nhưng không hòa tan, nhằm xây dựng một nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Bên cạnh lối sống lai căng, thì lối sống thực dụng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của đất nước ta trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Trên đây là một vài hình ảnh thể hiện lối sống thực dụng, một lối sống hết sức là ích kỷ, mà cá nhân chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình. Họ tốn thờ vật chất, coi trọng đồng tiền, xem nhẹ những cái giá trị tinh thần và không mang đến mọi người xung quanh. Và trong thực tế cuộc sống thì nó thể hiện rõ ở cái thói thờ ơ, vô cảm trước cái khó khăn, trước cái mất mát, trước cái đau thương của đồng loại. Hay là sẵn sàng đánh đổi cái nhân phẩm danh dự để đạt được cái mục đích cá nhân thấp hèn. Hay là trong tình yêu thì đó là cái sự lời vù lời trong tình yêu, yêu chỉ vì tiền. Và một cái biểu hiện nữa đó là trong cái cơ chế tuyển dụng vật tồn tại, cái kiểu là con ông cháu cha. Và với cái cơ chế này đã khiến rất là nhiều nhân tài không có cơ hội để phát triển. Vậy thì để tránh xa lối sống thực dụng thì mỗi người trước hết cần phải kiểm điểm và tự hoàn thiện bản thân, sống hài hòa với cộng đồng và sống vì một cái đất nước văn minh, công bằng, giàu mạnh. Hệ là một công dân yêu nước thì mỗi người họ đều quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội của địa phương, thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, đồng thời vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện. Ví dụ như trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, thì mỗi người dân chúng ta phải thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trong nước cũng như là quốc tế, đồng thời thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống dịch bệnh. Điều này nó góp phần chung sức cùng toàn đảng, toàn quân và toàn dân trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Và cô tin rằng cùng với sự chung sức đồng lòng chống dịch của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn của đảng thì dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, đem lại một cái cuộc sống an bình cho người dân trong thời gian sớm nhất. Một việc làm cũng hết sức là ý nghĩa trong việc góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đó là thanh niên cần phải tích cực tham gia góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương bằng những việc làm rất là thiết thực và phù hợp với khả năng của bản thân, cho dù cái hành động đó, cái việc làm đó nhỏ nhưng mà có ý nghĩa lớn.
Ví dụ như để xây dựng Huế chúng ta trở nên xanh, sạch, sáng hơn thì mỗi người dân Huế cần phải tích cực và thường xuyên tham gia cái hoạt động ngày Chủ nhật xanh để mà dọn dẹp vệ sinh khu phố, vệ sinh cơ quan, trường học, nơi ở hay là các khu vui chơi, các khu giải trí, di tích lịch sử vân vân. Bên cạnh đó thì mỗi người dân cũng nên hạn chế sử dụng túi ni lông, thay vào đó là sử dụng túi giấy hay túi vải nhằm góp phần bảo vệ môi trường, đem lại một cái cuộc sống xanh, an lành cho chúng ta trong tương lai. Bên cạnh đó, tuổi trẻ thanh niên nên xung kích tham gia các cái hoạt động nhân nghĩa như là thăm hỏi các bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, hay là tham gia các cái cuộc thi tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường do nhà trường và địa phương tổ chức. Là một người dân yêu nước thì phải trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì mỗi người dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu chia rẽ, xuyên tạc của các thế lực phản động thù địch trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, phê phán, đấu tranh với những cái thái độ, hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Lịch sử đã cho thấy rằng dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Giành được chính quyền đã khó, nhưng giữ được chính quyền còn khó hơn. Ngày nay, đất nước ta tuy hoàn toàn được thống nhất, nhưng chúng ta vẫn phải luôn cảnh giác, chống lại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù để bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Các em có biết, hiện nay vẫn còn bộ phận ôm hận thù cá nhân, nuôi tiếc chế độ Việt Nam Cộng hòa cũ đã bị sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chúng đang ra sức chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có thể điểm mặt một số tổ chức phản động rất là hung hăng chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta như Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do cựu Trung úy Ngụy Sài Gòn Đào Minh Quân cầm đầu. Đây là một tổ chức phản động hết sức vô văn hóa, bởi lẽ chửi tục văn bậy là thứ ngôn ngữ được chúng sử dụng thường xuyên một khi xuất hiện trên cộng đồng mạng, và thực chất đây là một cái tổ chức khủng bố. Bên cạnh đó, một tổ chức phản động khác đó là Đảng Việt Tân do Hoàng Cơ Minh thành lập vào tháng 9 năm 1982. Tổ chức này luôn thực hiện việc tuyên truyền, mua chuộc, kích động và tiếp tay cho các phân tử phản động trong nước, biểu tình gây bạo loạn, lật đổ. Và những năm gần đây thì có rất là nhiều cuộc biểu tình gây bạo loạn đã xảy ra ở cả ba miền và đứng đằng sau là do tổ chức này kích động. Nhìn chung thì cả cái tổ chức này đang ra sức phát triển lực lượng, phô trương thanh thế và tiến hành nhiều cái hoạt động vừa ngậm ngâm, vừa công khai, hết sức là thâm độc, chống phá điên cuồng cái công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam chúng ta. Một điều đáng nói, đã có rất là nhiều người dân trong nước cho nhẹ dạ cả tin đã bị bọn phản động mua chuộc, dù dỗ và xúi dục tiến hành các cái hoạt động chống phá như là biểu tình, bạo loạn, khủng bố, xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Dưới đây là hai cái hình ảnh trong cái cuộc bạo loạn và biểu tình của người dân mà đứng sau đó chính là cái tổ chức phản động Đảng Việt Tân. Và những cái hành động bạo loạn lật đổ diễn ra trong nước đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cái nền kinh tế của nước ta, cũng như là cái an ninh trật tự chính trị trong xã hội. Yêu nước là một điều rất là quý báu. Tuy nhiên, đừng để lòng yêu nước của mình bị kẻ xấu lợi dụng. Và hãy đặt, cũng như là thể hiện lòng yêu nước đúng cách. Như vậy, cái việc cảnh giác, cao độ
trước những cái âm mưu chia rẽ của kẻ thù là một bài học không lúc nào thừa đối với mỗi người dân. Và mỗi người dân Việt Nam yêu nước chúng ta hãy luôn yêu nước bằng một cái trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Đừng để lòng yêu nước bị kẻ xấu lợi dụng. Một trong những nghĩa vụ vẻ vang của thanh niên Việt Nam trong thời bình nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đó chính là thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự. Dưới đây là một vài hình ảnh về nam thanh niên và nữ thanh niên trong ngày nhập ngũ. Thì chắc chắn sẽ có nhiều em thắc mắc là tại sao con gái, nữ giới không vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thì theo luật nghĩa vụ quân sự mới, nếu như nữ giới có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự thì phải đăng ký nghĩa vụ quân sự và sẽ được gọi để huấn luyện. Vậy các em có biết nam thanh niên bao nhiêu tuổi là thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không? Thì theo quy định của luật quân sự hiện hành thì nam thanh niên hay là nữ thanh niên từ đủ 18 đến 25 tuổi thì sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình. Ngoài ra thì phải có đủ các cái tiêu chuẩn sau sẽ để được gọi nhập ngũ, đó là có lý lịch rõ ràng, chấp hành nghiêm chỉnh cái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phải có đủ sức khỏe để phục vụ tại ngũ và có trình độ văn hóa phù hợp. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung của bài 14 Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để củng cố và ôn lại kiến thức của nội dung bài này, thì cô có sẽ ra một số câu hỏi trong phần bài tập về nhà. Thì hình thức của cái bài tập về nhà lần này đó chính là cô đưa ra 10 câu hỏi trắc nghiệm. Các em chỉ cần ghi câu hỏi và đáp án A, B, C hoặc D vào phần vở bài tập. Thắc mắc về nội dung kiến thức thì các em hãy liên hệ với cô qua mail hoặc là số điện thoại để cô giải đáp kịp thời cho các em. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em.